trong đó có KK nó chởn á, có KK nó chởn á. Cũng mấy thông tin. Nhà trường. Ai ra bây giờ cũng dạng kiểu dạng tóm tắt cho nhà trường rồi. Nói chung là mấy cái thế nhà trường này thì những cái team mà kiểu dạng mạnh mạnh đó, họ hay xài xài là bởi vì bạn cứ đánh đi, bạn BK đi, chút nữa sẽ có rừng tới hoặc là team tới. Đó là lợi thế ở cái nhịp di chuyển á. Được chưa? Tiến được chưa? Khi nó đi đường với về. Ok. Cái thứ hai là để thằng coi dây dây vô đầu trận á, bởi vì nó đi nhiều là sao? Bởi vì cặp bóng của nó không đi lên 22 được. Với lại hai cái đối thủ kia cho nên thằng coi dây dây nó đi rất là nhiều. Còn cái cuối cùng khi mà anh em đánh về sau, đánh cơ bắt tổng, đánh mục tiêu á, thì nhớ điếm vị trí, điếm người đội hình nó vô, tại vì thằng coi dây dây này là thằng rất thích. Là vì ho quay vậy. Những cái đó thôi nha anh em, còn lại anh em đi lên. Ok. Cố gắng đi lên thoải mái từ tính giờ được. Rồi, đủ lên. Yes sir. Levi. Yep. Levi. Oh, hello. Levi. You and me. We. Yes. Yes. We easy. 2v2. Yeah. Cutty. Huh? I shot you. Okay. Ballet. I shot you. So. Today, me và you. Gary. Okay. I can do it. Yeah, man. I'm sure you can. Yo, yo, Nam ơi, chung nha. Và ngay bây giờ cả hai đội đều sẵn sàng. Và chào mừng các bạn đã trở lại với trận đấu đầu tiên, ván đấu thứ nhất trong cặp BO3 giữa Team Liquid và Gaming Sport. Sang cẩn thận bùi sang. Tụi nó muốn xuống dưới nha anh em ơi. Ờ, nó dài, nó dài bên em ơi, nhìn em ơi. Nó xuống. Đây, sẽ bắn nó xuống, đây, sẽ bắn nó 10 giây xuống á. Anh em xuống dần, anh em xuống dần. Người ta có lát nha. Ây, gỡ lát rồi, mới tập kìa, cái luôn. Đây rồi. Oh, win trong chuồng. Top lát. Không được đâu, nhây ơi, không bún. Rồi, lùi. Đẹp đấy, top đấy, rồi, cho, lùi cho phê bay, vũ. Cứ kéo ra ngoài luôn kìa các bạn. Anh em đứng xuống hẳn đây, anh em ơi, đứng ở chỗ. Cành để dưới nó, anh em nó quăng lòng đèn đó, anh em ơi, nó quăng lòng đèn á. Dí hết rồi, top dí hết rồi. Đấy, lấy bây giờ được nha, em lấy bây giờ luôn á. Chỗ này có, chụp tóc bí mật. Chuẩn bị, ok. Đợi trên là chung ơi, chung ơi. Trời ơi, lên trên, anh em nhìn em, anh em có cốc ngon á. Ở đây kìa, quỳ sấy luôn rồi. Đi, cũng đủ người ở đây là anh chơi nó. Được. Hò quá, mạnh quá luôn á. Dùng nó cũng đúng này, gam mạnh quá. Đánh chết anh em ơi. Quay sao anh thải rồi, bể trụ nó vô nha. Nó biết cái chân liền. Hồi nãy chưa thấy vô ba anh em. Cái bên này có người đánh. Nghe anh. Thải rồi, phá trụ xong rồi vô đánh anh em ơi. Rồi. Nhìn em. Tiếng kêu gào của cổ họng của Levi. Levi đánh xong đợt này, Levi hết sức luôn đúng không? Quá hoàn hảo ở phút thứ 29 của ván thi đấu này. Tỷ số là 1-0 dành cho Gam. Gaming Sport rất tuyệt vời. Nè, mấy cái câu chuyện hôm qua có nói khi mà bên coi cái ma chết của phía T1 á, thì sẽ là những cái câu chuyện như thế này nè. Ví dụ bên phía của Ballet hoặc là đồ các thứ sữa. Pha này căn bản là Levi muốn lấy trụ rồi, Levi call trước là lấy trụ cho tất cả mọi người rồi đúng không? Thì hôm qua khi mà coi cái ma chết của phía Tiên Quanh thì có nói là trong những cái tình huống giao tranh á, bên phía Tiên Quanh họ sẽ xác định là nếu có cơ hội họ sẽ làm gì á. Thì có nói mọi người là ở Việt Nam mình có call như vậy, nhưng mà call theo cái kiểu là như giống Ballet nè. Ê nhìn em nè, có cơ hội nhìn em nè. Thì Vsat mình cũng có call như vậy ha, con chuẩn bị setup gia tăng ha. Và đẹp nhất thì mình mai mốt mình sửa là ok.
Kiểu như mấy tình huống này nè, Levi mà thảy R xong rồi nó ép lui lấy được trụ á, nếu mà đứng đứng lỗi á thì Ballet có thể bở luôn á, kiểu dạng định hình giao tranh như thế nào luôn. Là từ cái khúc này nè, từ cái khúc Ballet có thể sửa luôn cái pha côn của mình như thế này nè. Là vô cái thế thôi, vô thế là đâu cần phải nói gì đâu. Vô thế cái ra cảnh mở bật xong. Ý là Vizek mình vẫn sẽ xét những cái tình huống giao tranh, nhưng mà kiểu dạng là chưa có tròn á, nhìn kiểu vậy có thể làm tốt hơn. Và chiến thắng dành cho Garmin Sport quá hoàn hảo ở phút thứ 29 của ván thi đấu này. Tỷ số nhiều tiền để làm gì, nhiều tiền để bắn hết. Thiền. Anh kể thiền. Bây giờ tụi nó vô hết chân tường á, thì một á là tụi nó sẽ bị Metal Bomb luôn. Nhưng mà hai á, nhiều khi tụi nó sẽ bật ngược lại mình. Thì mình bây giờ mình đánh trận hai mình làm sao? Mình bỏ qua cái game một luôn, mình đánh cho tâm thế là bây giờ trận đấu mình bắt đầu trận đấu mới. Mình đánh cứ như trận hồi nãy mình đánh, anh em hồi nãy làm rất là tốt nha. Và ngay bây giờ, ván thi đấu thứ hai trong cuộc BO3 của Gaming Sport và Team Liquid đã chính thức bắt đầu. Chúng ta chỉ còn cách được vào vòng trong một ván nữa mà thôi. Cố lên nào Gaming Sport. Ê, lên đó, anh em lên cùng nhau đó. Nói chung là ví dụ như là kiểu như không biết phải nói sao, ví dụ như những tình huống như thế này nói nó đã kể rồi. Không, cuốn ganh khu vực đứng dưới và Slayer cùng với Ballet. Không biết dừng ở đâu nha anh em ơi. Anh Khánh ơi, có gì cover bot em. Kiểu phải nói sao ta? Phải mày này nha Khánh. Em còn mắt ông được luôn đó. Giết ba luôn đó, quýt gần đó. Anh đang xuống rồi, cố gắng rồi. Cứ chạy về chú ơi, đang xuống. Ngon rồi đây. Ê, nó muốn đây, tốt nha. Ây, chơi sau đi em. Không vô được sao, đây còn lát nha, tôi lát nha. Ok, gì sao. Ê, cái gì, nhìn em chạy đi, cô mời. Ở đây có gửi nha. Ê, rồi, cắt. Chơi sập luôn. Mình chụp chết rồi. Ê, lên chơi xem nè. Rồi, lên. Hết rồi. Mình đang cần vé ăn dòng nha, phe. Dạ, rồi. Đi kiếm đi cơ. Cắm mắt cho anh cái. Gà cắn, hết gỡ, lát cho em. Ok. Canh đi xuống anh giờ ra can cho em đánh nha, anh giờ ra can cho em đánh nha. Ôi, anh canh vô cướp nha, canh vô cướp. Tao tao đi theo rồi em ơi. Ok. Nghĩ là mình đánh để combat ra chung ơi. Tụi hình mình đang combat thì đánh cái combat. Gale đánh vô chung với Wukong. Ok. Được cái Gale ok nhất à. Chung thần tay cũng Gale hơn Leona với Gale. Thấy Gale ngon hơn chung ơi. Ừ, chung hay Gale ngon á. Gale hoặc Leona thôi, hai con đó là ngon nhất rồi. Đội hình này con Kante với Gale là đội hình mình VZ mình luôn á. Nếu mà Kante cũng ngon nha, tem toàn áp không nha. Kante ngon nha, Kante được á. Sao, em muốn gì Kante đúng không? Kante với lại Gale luôn ha. Kante luôn rồi. Đội hình mình là quen thuộc luôn rồi đó. Rồi. Rồi chú anh em ơi. Lắp luôn nha. Xin nghĩ lại không? Xin nghĩ lại không? Xóc luôn nhá. Đâu rồi. Team này 5 huấn luyện viên đúng không? Trời, hành cây nó chẳng nó về vị trí mà ngon nhất của hành cây đi. Hành cây tôi nghĩ là gam không ký tiếp với hành cây nó là một cái mất mát. Đẩy hành cây về cái vai trò analyst, phân tích được tất cả mọi thứ. Đầu game anh em thấy hành cây nghiên cứu lối chơi của team này. Xong rồi đưa ra những cái nhận định nè. Ok. Đồ cái thứ này nọ là kiểm soát được cái mid cho phê,
kiểm soát ở đây không có nghĩa là mình phải ra mình gắn nó. Nếu như mà mình có thể kiểm soát được chỉ tầm nhìn thôi á, thì thằng A3 này sẽ rất là khó khăn khi nó đi đường với về. Cái thứ hai là để ý thằng coi dây dây vô đầu trận á, bởi vì nó đi nhiều là sao, bởi vì cặp bot của nó không đi lane 2-2 được với lại hai cái đối thủ kia, cho nên thằng coi dây dây nó đi rất là nhiều. Còn cái cuối cùng khi mà anh em đánh về sau, đánh cơ bắt tổng, đánh mục tiêu á, thì nhớ điếm vị trí, điếm người đội hình nó vô, tại vì thằng coi dây này là thằng rất thích đi móc sâu nha. Những cái đó thật ra thì cái câu chuyện nó rồi, cái cuối thì ok á, cái cuối thì ok á. Nhưng mà cái câu chuyện là kiểu dạng bot mình xác định là bot mình đang thắng xong rồi kiểm soát tầm nhìn ở một bên cánh á, là ok la lắm rồi. Bot mình thắng xong rồi kiểm soát tầm nhìn ở một bên cánh, lúc nào cũng sẽ có cái tầm nhìn đó để cho Fitana đẩy trước á, kiểu dạng không sợ bị găng. Chung là như thế cũng ok, mọi thứ cũng ok. Nghe là đội hình mình VZ mình luôn á. Ừ, em này nếu mà Kante cũng ngon nha, tem toàn áp không vậy? Kante ngon nha, Kante được á. Sao em nhìn Sante đúng không? Ừ, Sante lên. Rồi, Sante lên. Sante với lại Gale luôn ha. Ừ, Sante Gale luôn. Đội hình mình là quen thuộc luôn rồi đó. Rồi. Vô, đội hình quen thuộc VZ. Còn xin nghĩ lại không? Sắp không nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Phát tay nha, phát tay nha. Chung nè. Thì đó giờ trận đấu cuối cùng nha. Một công 100% win. Một công 100%. À, ví dụ sau này thì anh em nào mà có làm huấn luyện viên á, thì khi mà mình xác định được hai con tướng rồi á, thì đến lúc mà kiểu dạng huấn luyện viên lúc này á, hai cây á, hoặc là vai trò huấn luyện viên á, thì cứ set up cái điểm mạnh và điểm yếu, set up cái vòng rừng như thế nào đó an toàn cho team. Ví dụ game này đi ha, mình sẽ nói đến cái ngưỡng sức mạnh của phía team mình cấp độ 6 chẳng hạn đó. Levi thì cần có cái vòng rừng farm thì anh em để dành những cái con mắt ở thời điểm đầu, đặc biệt là cặp bot nè, để dành những con mắt ở thời điểm đầu cắm sao cho nó khéo để chống những cái tình huống găng sớm của phía đối phương. Nếu như có rừng phía đối phương mạnh, không xác định được cái ngưỡng sức mạnh của team mình và cái ngưỡng sức mạnh của phía team bạn, bước vô giao tranh thì đánh như thế nào, focus hoặc là cover cho Slayer chẳng hạn. Mắc sai lầm đầu, ai sẽ là người phải ra sân bay của Gavisport và Team Liquid đã chính thức bắt đầu. Ai còn coi đứng sau top. Ví dụ khi mà đối phương bích con heo rồi thì ok, bây giờ mình phải hai cánh phải đánh ok, đánh để dành mắt để tránh những tình huống găng và áp lực của phía đối phương đúng không? Mid giữ nhịp. Xong Levi cố gắng farm tối ưu nha Levi. Kiểu côn cho Levi có cái khoảng trống farm tối ưu á. Xong rồi có mấy cái farm mà biết được con rừng của phía đối phương ở đâu á, thì anh em đánh giả bộ có rừng hoặc là anh em đánh câu chiêu câu tài nguyên của rừng để tạo ra cái lượng chênh lệch farm cho Levi nè. Ván này mà nếu như mà Levi farm out so với lại Sejuni là win. Hay lui về sang lui về chờ anh coi. Hay ai đánh được không sao? Ví dụ pha này, ví dụ những tình huống như thế này nè, hai bên đã xác định là thấy được vị trí của con heo đúng không? Thì Levi sẽ đưa ra quyết định là pha này là đánh 22 hay không? Levi vừa mới call là với lại Kia đánh 22 pha này, hay là để Kia câu thời gian của con heo, Levi về nhà xài tiền out jungle, có cái dịp tempo mạnh hơn, bot của mình đang đẩy có con cua dưới, thì nó sẽ là hai phương thức để chơi cho Levi đúng không? Đó, nó tùy vô cái diễn biến của ván đấu và cái định hướng ở thời điểm đầu của team mình nữa. Tại vì sao mà nãy Linh nói là khi mà thấy được con heo bích cuối của phía team Liquid á, là mình phải xác định là team của mình sẽ mạnh ở thời điểm nào. Levi lúc này mới cấp độ 4, thì lúc đó vai trò của huấn luyện viên có thể call team là ê, bây giờ nếu mà tụi em cắm mắt sâu, cắm mắt trễ á, để phát hiện ra rừng đối phương, thì tụi em có thể câu rừng đối phương và từ đó tạo ra cái dịp out farm cho Levi, là một cái phương án đánh. À, lúc này đang còn cua dưới nè, bot mình đang đẩy nè, bot mình đang thắng nè, biết mình cũng đang chiêu chiêu ok nè, mana đồ các thứ đầy đủ, thì nếu có vòng rừng hai cua cho con Wukong thì nó quá tuyệt vời rồi. Cái dạng hình dung được cái đội hình của cả team mình với lại team địch đó. Ai bị được á. Còn pha này thì Levi với lại Kia là quyết định là BK 22. Ai đứng đây, đứng đây. Tí nó phải quy vô rồi sao? Ai bắt cái giờ nè. Ok sao. Yeah, yeah, yeah. Cứ đánh lên lên lên. Rồi lên 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 ngon rồi. Ok. Top lát, top lát. Đấy. Ai đang quay lại, đang quay lại. À lát được rồi, okay. Nhìn đó. Nhìn nhát không? Nhát. Rồi, dừng được em. Cứ lùi. Rồi. Đấy nhát. Thôi pha này tưởng Levi chết rồi chứ. Đấy, cứ lùi nó chắc. Pha này thấy Levi ôi là tưởng là Levi chết rồi chứ. Nhưng mà nhờ công của Bay Xích. Hey, sao? Đấy. Bất kỳ lít chuột. Em giết được là sai. Rồi. Quy từ từ dẫn được, đánh thường trước. Levi thở dài là Levi thấy mình chết chắc rồi chứ. Yes sir, đánh từ từ lại nào. Rồi, anh bình tĩnh, không hơn, bình tĩnh. Anh Seju không có gờ đâu, nó nhận mở đâu. Ra lại dòng. Anh nghĩ là ra làm dòng hết nha, lại chỉ thiếu là Seju. Rồi, nó quýt chắc luôn á, cần TP sớm cho sang rồi, nó quýt chắc luôn á. Ê, thằng này chưa có mắt nè. TP sang, TP sang. TP, 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 T
Levi bây giờ xài từ tempo luôn à. Từ tempo là cái từ mà Linh nghĩ rằng shop chia sẻ thì mấy anh em nên học á và làm quen dần á. Ơi đừng nghĩ là ơi nghe đi nói nè. Tới tập này. Vào tập. À vậy là fan này không phải là Levi muốn đánh, team xác định là muốn đánh. À Levi làm pha cũng căng. Bây giờ cũng dạng kiểu dạng tóm tắt nhà trường rồi. Nói chung là mấy cái thế nhà trường này thì những cái team mà kiểu dạng mạnh mạnh đó, họ hay xài. Xài là bởi vì bạn cứ đánh đi, bạn BK đi, chút nữa sẽ có rừng tới hoặc là team tới. Đó là lợi thế ở cái nhịp di chuyển á. Cái nhịp di chuyển nè, chắc chắn mình sẽ tới sớm hơn so với đội hình của phía đối phương á. Đi thẳng lên sang, đi thẳng lên sang. Rồi. Anh đi đâu? Nó ca, nó mấy cái chỗ mấy cái chỗ nhà trường như thế này nè thì nếu mà để mình tối ưu thêm á mình là mình đẹp hơn á là mình xác định luôn, xác định cái vị trí mà mình cần phải, ví dụ binh ngay vị trí như thế này nè là vị trí mà Kia có thể kéo thằng tướng đối phương tới, hoặc là cái vị trí mà mình có thể là mình chạy tới sớm khoảng chừng bao nhiêu giây á, mình sẽ nói mình những cái đó. Nhà trường đi thẳng lên sang. Em đang sau nha, cần là đánh cái nha. Anh đỡ được, đỡ được. Chỗ trước. Em có lóc anh em nhìn em nha. Rồi. Seju không làm mở đâu. Seju. Đánh từ từ, đầy lính. Ok. Em nhìn đi. Lui về chờ đâu. Có đồng hồ em ơi. Em đi mau đi. Đi rồi. Tại giác anh nhìn chắc này. Rồi cái nhà được hơi lồng máy. Giác em ơi. Ra cân rồi. Được hơi lồng máy em ơi. Ok, lui. Anh ao. Mấy cái pha nó cũng giống như là cái câu chuyện của phía tư quanh á, là mấy cái pha này nếu như mình có cơ hội cái mình nói trước á, ví dụ như là KT sau khi lấy được nhà hoặc đang lấy nhà á thì có thể cô là ê nếu nó đứng lỗi thì em có thể làm choáng nha, xong rồi cả team sẽ hiểu là khi mà làm choáng thì team có cơ hội tấn công á. Mình cứ báo trước những tình huống đó thì khi mà tới thực tế á, nó tới những tình huống mà KT nó có thể làm choáng, nó không cần phải la lên bất ngờ, nó không cần phải ê đồ các thứ này nọ anh em. Cứ báo trước là những cái cơ hội, ví dụ như là cái pha mà Kia tích được Q3 thì đó, báo trước thì nó sẽ cả team cũng sẽ hiểu là ok bây giờ Kasante có Q3 nè, có cơ hội tấn công. Pha này đẹp nhất á, pha này đẹp nhất đó là nguyên team call là mình sẽ đứng ở đây khoảng bao nhiêu giây á, tại vì team đối phương là có hai dịch chuyển nên để coi bên phía cô Gam có call được kiểu như là như thế không ha.
kiểu như họ cũng xác định là câu kéo muốn đánh đối phương mắc lỗi thì họ sẽ có cơ hội dứt điểm và phá luôn endgame đó anh em. Nhưng mà họ phải xác định là có một cái pha côn là pha này mình có thể mình đứng đây khoảng chừng 15 giây chẳng hạn, khoảng chừng bao nhiêu giây đó, ở đối phương có hai dịch chuyển mà. Nếu mà mình nhiều thời gian, mình tốn nhiều thời gian trong cái tình huống này quá, đối phương có thể bật ngược trở lại, đánh ngược trở lại á, thì trong khoảng thời gian này khoảng chừng 15 cho tới 20 giây mình có cái đợt lính siêu cấp, mình có thể tận dụng được, mình có thể nhây được ha. Nhưng quan trọng là mình phải côn, quan trọng là bây giờ có một cái câu côn nào là mình có bao nhiêu thời gian hay không, và đặc biệt nữa là có ai của phía team Gam là côn đối phương có hai dịch chuyển hay không, thì mấy cái đó là mấy cái mà Yeah, phải xuất lưu xuất. ý ở trong Lại pha từ này. từ lại lính mình đâu không? Lính mình đâu? 15 giây gần nào xin, 15 giây gần nào xin. Anh ao, anh ao, anh ao. Hỏi luôn luôn luôn, luôn 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 em hết bao. Ê nhìn ra sao? Về 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 về. Đi thẳng ra dòng đam, đi thẳng ra dòng đam, thẳng ra dòng đam. Nghe nói, nghe nói, các anh em muốn đột biến đây, đúng đây nó muốn mở, giữ biến đường nó không á. Kiếm rồi, kiếm rồi. Ê, tay lên. Yêu 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 yêu. Không tay, không tay, không tay, không tay. Ok, 2 2 2. Em dưới đợi nè, em dưới đợi nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em mới luôn, em mới luôn. Lôi chứ, lôi chứ. Em nhìn em tuôn luôn. Rồi, 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 thằng Jack nó không lát đâu, Jack nó không lát đâu. Để nó lóc quay, để nó lóc quay. Để nó mở rồi nè. Là cản từ sai. Là cản lắm, là cản lắm. Tôi có bơ chưa đâu, tôi có bơ chưa đâu. Chị chị anh em. Tại sao? Tại sao? Ai là người ăn bằng này? Wow! Mà thấy thường Levi kìa, Levi quýnh xong thở không nổi luôn mà. Này anh em coi Levi quýnh xong mà kiểu dạng không mừng nổi luôn á. Là cả từ sai, là cả lắm, là cả lắm. Chưa có bơ chưa đâu, chưa có bơ chưa đâu. Đi chi anh em. Tại sao? Tại sao? Ai là người ăn mặn này? Anh quýnh xong anh thở không nổi luôn mà. Hết năng lượng rồi. Chi bê. Và Gami Sport đã đả bại Team Liquid để tiễn Team Liquid về với sân bay, về với Nearport và yeah, chúng ta sẽ bước tới vòng 1-2. Tội Levi ha, bên phía của Gam đánh hết sức rồi, thằng này đánh hết sức rồi. Mà chết này ok anh em, mà chết này ok phết. Ở bên phía của Gam nếu như coi cái mà chết này với lại những cái mà chết trước á, thì anh em sẽ, hoặc là những mà chết ở VCS á, thì anh em thấy là có khắc phục được ví dụ như là những cái côn ngắn gọn hơn chút xíu. Khắc phục được phần nào đó cái đó.